Hi, từ Sydney người ca xin chào các bạn ha. Hôm nay rảnh không có làm gì á. Trời lạnh nữa. Không biết làm gì ra công viên chơi. Các bạn thấy công viên nè. Ở sau mình không? Cái con đó là con như Việt Nam gọi con ngỗng á. Quá trời luôn mà. Mới đầu người ta nhìn người ta tưởng là nuôi nha, nhưng mà đây không ai nuôi. Cái con này là thiên nhiên các bạn. Nó quá trời luôn không? Cái này mà ở mấy chỗ khác là 30 giây là vô thành nồi lẩu à. Đó, công viên ở đây, hôm nay qua cho các bạn xem công viên đây, rộng lớn lắm. Phía trước cò nè, mấy cò mang có bờ sông nè. Đó. Như ở Việt Nam thì công viên chỉ là một cái vùng cây xanh ha. Ở đây hồ nước này kia bao la, dịch trời đó các bạn. Quá trời luôn. Dịch trắng, dịch đen. Trên đây ngỗng nè. Nga, 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 nga. Con nào nó mập ú luôn các bạn. Không biết nó sinh tồn sao hay lắm. Không ai nuôi đâu. Mà không ai bắt á. Bắt á thì phạt á. Ngỗng à. Mình có thể ra đây câu cá được các bạn. Cá đây thì có nhiều loại cá. Cá cháp, cá gì, cá hanh, cá đối cũng nhiều. Nhưng mà thường ta câu ở biển không à. Xa xa thì các bạn thấy có cái mấy cái tàu cánh buồm đó, đó thuyền buồm á, nó đi ở đây thứ bảy thì ta cứ giải trí vậy thôi. Đi ra công viên, công viên đây vắng người lắm mà không ai hết. Có cái chị mà làm á, người chủ á, người ta không có làm nữa, người ta chia tay nhân viên ra đây mở party thì ăn ăn tiệc ở đây thì không giống như Việt Nam là ra nhà hàng đặt món rồi ăn. Còn đây á, ví dụ ra ngoài công viên này thì mỗi người mang theo một món, ví dụ 10 người mang theo 10 món đó ra ngồi ăn. Đi sinh nhật cũng vậy các bạn, sinh nhật á thì tới nơi thì tự mình kêu món rồi mình ăn rồi ngồi ăn chung thôi, chứ không có giống như một người đặt tiệc xong rồi tự trả tiền rồi ai mừng tuổi gì hết á. Ngỗng quá trời, cái bụng nó xệ xuống giống như là chuẩn bị có bầu vậy. Đó. Quá trời ngỗng luôn. Này không biết nó có đẻ ở đâu ra lụm kiếm nhau. Quá trời ngỗng luôn. Mập hả? Ủa. Nhớ ngỗng nó cổ nó dài lắm. Con này nó mập quá cho nên nó rụt cái cổ lại. Sông nước bao la luôn, chim cò có tàu á, có tàu ra đây chạy cũng được. Đó, cái công viên người ta vậy các bạn, quá trời rộng lớn luôn. Hiện nay nhiệt độ rất là lạnh các bạn, mấy độ lạnh quéo luôn á. Dịch quá trời dịch luôn. Này một chỗ khác này, sảnh ra là không còn một con à. Ngỗng đàn đàn luôn, mập ú. Có cái thuyền buồm xa xa thấy không, đẹp chưa. Con thích thì ra biển câu. Đây có mấy cái con này, mấy bạn nhìn giống cái con cò nhưng không phải con cò, con gì á. Nhiều lắm. Mày kia sáo nè, sáo đàn 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 luôn, một câu nè, nhiều lắm. Két nữa, mấy két là in nổi luôn á. Quá trời, bay. Ở đây thì mỗi người tới đây tụ tập nè, mở party nè. Đó, như bạn bè mỗi người mang ra một món ăn. Đó, 10 người thì 10 món ra rồi tụ tập để ăn thôi. Rồi dọn dẹp ha. Ai còn dư thì chia đều cho mang về. Ủa trời.
Có những cái trái quýt nè, à, nhà trồng luôn, nhà trồng mang đi rất là nhiều. Đó, người ta tụ tập bạn bè ra công viên, mỗi người mang một món ra ăn, ví dụ mà ăn không hết thì là chia đều ra, mỗi người ít ít mang về. Nó là công viên sạch sẽ không? Thì công viên này các bạn thấy đây là cái khu mà cho trẻ em chơi bạn. Đó. Chỗ nào cái công viên nào cũng có cái này để cho trẻ em chơi. Sạch rồi, sạch luôn. Trời hôm nay chừng 13 độ lạnh. Đâu cần ra nhà hàng đâu. Đứng ra đứng nắng chút trời ấm. Lạnh quá. Đó, đứng chỗ nắng ấm. Tới một bốc thăm, bốc thăm lấy quà, bốc thăm lấy quà. Ngày số mấy? Thứ sáu giữa chín. Thứ sáu. Bốc thăm này chỉ tặng quà. Và năm mươi quan kìa, năm mươi quan. Vậy này sáu hay chín? Rồi. Này sáu á. Này cái sáu à. Sáu. Ủa sao có được mở ra giờ? À, vậy nó em năm nè. Thì cứ mở. Vậy hả? Thứ sáu. Chị. Mở ra đi, mở ra đi. Mở ra mở ra. Thứ sáu. Mở ra, mở ra, mở ra. Số mấy? Giá số mấy? Thì hôm nay là cái tiệc chia tay của cái chị chủ rồi nè, với cái nhân viên á, chị tổ chức ăn uống xong rồi bốc thăm, thì ai trúng cái thăm thì chị cũng muốn món quà nhỏ tặng để làm kỷ niệm mà, cũng vui ha. Còn hả? Còn sao? Ba bây giờ số 1 trở lại bóc tiếp. Đó. 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 Bây giờ sao Phi? Hả? Bóc tiếp. Mỗi người một quà thôi. Ừ. Còn còn sót lại á. Thế rồi. Người khác. Bóc tiếp được. Mở quà, mở quà các bạn. Con tay, con tay. Vòng đưa tay. Wow, chị này được cái vòng cổ. Nói ba số 10 mà. Trời ơi, em thích của chị kia chi, đổi. Của chị dễ thương rồi, đẹp quá. Đâu chị kia đâu rồi? À, cái vòng cổ. Vòng cổ à. Cái đó mở ra chị chi. Trúng số độc thân. Wow, Jessica vậy á. Bông phải không? Wow. Cái này là của một cái design ở bên Mỹ á. Ủa nhưng mà Jessica em đâu thấy giờ nó đeo bông đâu. Nhưng mà lần này có tập đó. Mỗi người đều có một món quà các bạn. Đó, mỗi người một món quà đây nữ không à. Thì chỉ sưu tầm mấy cái vòng á, chị hay đi du lịch cái thế giới á. Một cái vòng chỉ đi được là chỉ về chỉ gom lại tặng cho nhân viên của mình. À, một chút quà nhỏ nhoi nhưng mà rất là ý nghĩa và vui vẻ các bạn. Đâu. Chị ơi. Cái đó chị mà mặc đồ bó vô không? Dạ. À, mỗi người có một cái vòng cổ gì kia cũng có. Khoảng chừng đây. Bởi vì đậm có đậm là có đậm. Dư đâu sao cô? Dư con ba ba giờ ba ngoài xuống. Cách chồng nhau trời nha, mỗi người cái vòng. Xong giờ hãy sầm đi à. Này cái vòng đeo tay. Bây giờ còn ba món nè. Chúng ta nói không? Có tay không? Có tay không? Có tay không? Ai thua thì ra nè.
còn hai món mà không có rồi bóc đó, ví dụ 12 người thì đây có 10 người à, thì bây giờ chủ xì lấy hai cái món quà này. Quà vô nè, rồi quay quay rồi bắt đầu. Rồi lại từ từ, hai hai một người không cứ bàn tay trắng bằng tay đen đi em đếm cho rồi thí dụ như là trắng hai đen bị hai đúng rồi ra ra ba người đó trước đi hết luôn giảm đồng nha bàn hai ba đèn ra đó còn năm cái trắng năm trắng 1 2 3 đeo là 1 3 đâu tiếp anh đâu có vô hai kia ra anh nam cũng được vô lại hai ba đen ra lại hai ba đen ra còn bốn 1 2 3 1 2 3 đen ra còn ba đâu chưa hai món rồi khui hang vậy là vừa có vòng vừa có đeo tay là ngon rồi. Cái này đẹp khác nhau. Cái này sang lắm á. Mấy người tin đó, cuối cùng ai cũng có một món quà hết. Mấy người tin hoa phải bóc hoa mới đúng không? Cái này đẹp. Ngày nghỉ thì ra đây tụ tập Hoàng Hiên với bạn bè thì cuộc vui nào là cũng kết thúc đó. Mà giờ trời bắt đầu giờ chiều càng trở lạnh bạn, thì bây giờ video về ông Ca xin phép được kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, xin chào tạm biệt, bye.